Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cập nhật ngắn một chút về tình hình của Bitcoin. Chúng ta sẽ chỉ ngắn thôi bởi vì là hôm nay các anh chị và các bạn cũng đang tham gia lễ Tết đúng không ạ? Đầu năm mới thì cũng chúc mọi người có một cái lễ Tết thật là vui vẻ. Rồi ok, chúng ta nhìn vào cái nến tháng chúng ta thấy vẫn vẫn là một cái xu hướng ở đây thì thực tế mà nói, nếu mà nhìn nến tháng thì nó vẫn là tăng, vẫn là trong xu thế tăng. Nhưng mà rất là ít khi chúng ta nhìn vào nến tháng, tại vì là nến tháng có thể là đến nó phải hình thành cả năm chúng ta mới có thể là hình thành hết một cái xu hướng. Vậy là chúng ta nhìn kỹ hơn vào những cái nến ngày đi ha. Nên ngày hôm qua lại là một tiếp tục là một cái pin 3 nữa với cái volume bình thường nhưng mà ở cái màu xanh. Đấy thì chúng ta thấy rằng là đây nó đang thể hiện một cái việc là Bitcoin nó đang cố gắng đẩy dần 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 cái mức giá lên. Ngày hôm qua thì rất là xanh thì cũng là rất là mừng rồi, bởi vì là ngày mùng 1 Tết chúng ta có một cái nến màu xanh cũng khá là ổn. Cái mức cao nhất mà Bitcoin đạt được trên sàn Binance đó là 39.265 đô. Cái giá thấp nhất cũng là 38.000 rồi. Là một giá khá là ổn so với những ngày trước. Biên độ dao động thì không có quá nhiều, thể hiện rằng là nó đang có những cái cố gắng để bật lên ha. Nhưng mà chúng ta xem là nó liệu có mạnh mẽ, có gì nhỉ, có bền hay không, tức là nó có tiếp tục duy trì được cái xu hướng này hay không. Chúng ta nhìn tiếp vào trong khung 4 giờ rồi thấy rằng là nó có một cái đợt bật lên như thế này, bật lên ra khỏi cái vùng mà sideways chúng ta đã đưa ra đúng không ạ, qua đi rất là đúng kịch bản, tức là nó đi xuống thoát ra khỏi cái trend, thoát ra khỏi cái trend giảm, sau đó là lao xuống thì bật lên đúng không ạ. Nhiều bạn có lên thắc mắc là tại sao đi xuống bật lên thì nó kiểu nó vậy, để nó chỗ này là cái khu vực mà quyết định xem là bên thắng ở bên mua bên bán thì bên nào thắng, thì chúng ta sẽ có, thường là nó sẽ giả vờ như là thua xong lại thắng và bật lại đó, thì thường nó như vậy thôi trong cái đợt tăng trưởng như này thôi. Thế còn bình thường thì nó cũng không hay xảy ra những cái trường hợp như vậy. Nếu mà các bạn nào mà chơi future hay long short nhiều thì các bạn sẽ thấy được cái trường hợp thế, nó thường nó lao xuống, nó quét cái stop loss xong nó bật lên. Và mình đã thấy là cái thời điểm mà chúng ta làm video nó có cái sự dừng giảm rồi, mà nếu mà dừng ở một khu vực đấy thì là đáy sau càng đáy trước ở, và nó là cái xu thế tăng đúng không ạ. Chúng ta nói về hiện tại thì được một hai ba cây nến đẩy giá lên thì chúng ta đều thấy là nó thất bại khi mà cố gắng đẩy giá lên khu vực trên 39.000, nó đều thất bại ở khu vực trên 39.000 và nó rút dâu xuống, đã thể hiện là bên trên đó có một cái lực bán khá là mạnh. Sau đó thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái nến gần nhất là cái nến 4 giờ của chúng ta đã hoàn thành, cũng mang cái ở có cái giá đóng cửa ở cái mức khá là cao, cao nhất trong những cái ngày gần đây. Đây là cái nến 4 giờ đóng cửa ở cái mức là 38.600 đây, close đúng không? Lâu này, hai này. Đúng rồi, close là 38.690, tức là khoảng 38.700 đấy. Thì là giá đóng cửa khá là cao. Tuy nhiên volume giao dịch rất là thấp. À, mặc dù đẩy lên một cái mức cao mới nhưng mà volume giao dịch cực kỳ thấp, thì mình nghĩ rằng là nó không thể nào mà giữ được ở khu vực này. Khi mà nó cố gắng nó đẩy lên những cái mức cao hơn ấy, thì nó cần có những cái volume giao dịch cao hơn thì nó mới xứng đáng với cái nỗ lực của nó, nỗ lực của đẩy giá ra khỏi khu vực mới. Vậy là rất có thể nó sẽ quay lại, nó test lại cái trend cũ của nó, thì bây giờ phụ thuộc xem nó test cái trend nào. Có rất là nhiều cái trend chúng ta sẽ phải đưa ra các cái trường hợp, có thể là cái trend này hoặc là có thể là cái trend ngang trong cái khu vực sideways ngang, hoặc là có thể nó lao xuống tận bên dưới 35.000. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ test lại cái khu vực tầm 37.800 để nó tiếp tục đi lên. Nhìn vào biểu đồ heat map chúng ta thấy rằng là giờ có cái trang heat map rất là tiện ha. Đâu nhỉ? Có hai cái heat map cơ. Hai cái trang heat map cơ. Có một cái trang mới nó chi tiết hơn, mình cảm giác là nó ở cái khung giờ nhỏ hơn. Rồi. Order flow. Mọi người lên trên YouTube search order flow heat map nha, à book map chứ. Nó không gọi là heat map mà nó gọi là book map. Nó là một cái phần mềm thôi. Nó là một phần mềm mà mình cũng ngại cài đặt thôi, chứ thực ra là cái này cài đặt được ha. Đây. Mọi nhìn thấy rằng là nó bây giờ hiện tại thì nó không còn quá là nhiều các cái khu vực cản ở trên này nữa, thì đến tận 40.000 đô bắt đầu mới có một cái cản rơi vào khoảng 138 bit ở đấy, đặt sẵn ở đấy. Còn lại thì chúng ta cũng có
khu 39.500 là khoảng 109 bit này, nó cũng không có nhiều ha, không có nhiều. Mà ngày hôm qua khi mà nó vượt phá qua khu vực 39.000 ấy thì nó có rất là nhiều cản nhé. Ta lùi lại lịch sử một chút. Nó đã phải đập qua rất là nhiều các cái cản, mà bằng những cái lệnh buy mà đây, bằng cái lệnh buy market rất là lớn, thể hiện rằng là cái đợt này là có một cái thế lực nào đấy, đúng không ạ? Những cái người mà đã mua ở bên dưới, người ta cố gắng là đẩy giá để vượt qua những cái khu vực cản của nó. Thì cái cản 40.000 thôi, thời điểm đó nó là hơn 100 ít, bây giờ nó lại là còn, bây giờ nó cũng không không có khác gì ha, bây giờ không khác gì, rồi thậm chí nó còn nhiều hơn đấy. Nhìn thấy cái màu sắc như vậy thôi, chúng ta nếu mà để những cái màu sắc thì thấy rằng là nó không có quá đậm, nhưng mà nó lại rất là đều, nó có những cái viền xanh 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 như thế này là cũng là những cái cản của nó. Thì khi mà chúng ta hiểu về heat map, chúng ta thấy rằng là những cái cản mà thường các trader vẽ thì nó không có ý nghĩa. Mặc dù là nói rằng cản này cản kia, nhưng mà ở khu vực đấy không có thằng nào bán, không có thằng nào đặt sẵn lệnh ấy, thì cũng khá là khó để mà gọi nó là một cái cản được. Nhiều khi là có cản nhưng mà lại vượt qua rất là dễ dàng, thì lý do là không có nhiều thằng dám đặt ở khu vực đấy, không nhiều thằng đặt bán ở khu vực đấy thì nó sẽ vượt qua rất là dễ dàng thôi, đúng không ạ? Và hiện thấy bây giờ thì khu vực cao nhất đó là khu vực 40.000, 39.500 là hai khu vực nhiều cản nhất, tầm hơn 100 bit. Mà nếu mà để vượt qua được những cái bức tường hơn 100 bit này thì chắc là cũng không dễ dàng, không dễ dàng. Và hiện tại thì có một cái có một cái lực đỡ 130 bit ở khu vực 37.700 tầm đó, 37.700. Thế cho nên là mình nghĩ rằng nó test lại cái cản ở test lại cái trend này thì cũng là một cái dễ hiểu ha. Đây, cái trend nó đã đi vào đây khá là nhiều lần rồi, khả năng sẽ vào một lần nữa. Đó là vì khi nó vượt qua được khu vực này thì nó cần phải có quay một cái test trend ha. Thì đấy là cái kế hoạch mà mình nhìn thấy trong cái thời điểm này. Và để bây giờ mà để Bitcoin có một cái đà tăng tốt hơn, tức là nó vững mạnh hơn, thì chúng ta cần thấy là nó vượt qua được cái khu vực 39.300 này, nó với một cái volume 4 giờ mạnh hơn một chút. Ít nhất là volume nó phải trên mức trung bình và một cây nến xanh, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có thể là tin tưởng rằng là mà cái nến xanh đấy nó sẽ không phải nhiều râu như thế này. Những cây nến mà nhiều râu như này thì chúng ta không có quá tin tưởng, thực sự mà là như vậy. Một vài cây nến xanh đẩy lên với volume ổn, thân nến dài, tức là biên độ giao dịch lớn, thì chúng ta mới có thể là khẳng định được cái xu thế tăng ngắn hạn. Đấy. Về khu vực 39.200 này là một khu vực mà trước đó nó sideways một thời gian trước khi lao xuống bao nhiêu nhỉ? Ở 3.000 ha. Ok, thì cũng đang là một cái xu hướng ngắn hạn đó, như vậy. Và hiện tại thì trên khung 4 giờ chúng ta cũng thấy rằng Bitcoin đang giao dịch ở trên cái đường MA89. Đây là một cái điều rất là tốt. Và nếu mà để vào lệnh ấy, thì cứ canh cái khu vực mà nó vẫn đang đi loanh quanh, ở nếu không 15 phút là nhìn loạn như thế này. Bây giờ nếu mà để vào lệnh thì khó, không không vào được. Trừ khi là nó lao thẳng xuống ở dưới dưới cái trend này. Nếu nó quay lại nó test khoảng 37.800 900 thì chúng ta có thể vào lệnh một cái lệnh long được. Chứ còn thời điểm hiện tại thì mình không khuyến khích vào cái lệnh gì trên đối với anh em margin hết ha. Ok, thời điểm này chúng ta vẫn phải chấp nhận thôi. Chờ đợi ha. Ok, một cái cập nhật ngắn giúp mọi người có thêm một góc nhìn về tình hình hiện tại như thế nào. Ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là một số các đồng altcoin nó cũng bay lên ha. Hy vọng rằng là đây là một cái đà tăng để trong cái quá trình vui xuân đón Tết chúng ta vẫn có một cái tình hình Bitcoin nó tăng trưởng. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái video tiếp theo. Bye bye.